chào quý vị đến với bản tin 6 giờ sáng của Vietnam Top News. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất trong nước và thế giới được phát sóng vào các khung giờ 6 giờ sáng, 12 giờ 30 trưa và 18 giờ tối hàng ngày trên Vietnam Top News. Và tôi là Kim, người sẽ đồng hành với quý vị trong bản tin 6 giờ sáng hôm nay, ngày 14 tháng 10, 2020. WHO phản đối quan điểm để Covid-19 lây lan tại miễn dịch cộng đồng. Mỹ, người dân xếp hàng từ 4 giờ sáng để bỏ phiếu bầu tổng thống. Malaysia, dân làng kết nối Internet bằng cây tre. Phẫu thuật thành công dán đứng cho người đàn ông 22 năm công gặp người. Yên Bái, bắt nghi phạm cố ý tước đoạt mạng sống, cướp tài sản sau 48 giờ lẩn trốn. Chúng ta cùng đến với những thông tin cập nhật trên thế giới. Hôm 12 tháng 10, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom cho biết, gần đây có một số cuộc thảo luận về việc có được miễn dịch cộng đồng bằng cách để virus SARS-CoV-2 lây lan. Tuy nhiên, ông phản đối việc này, đồng thời khẳng định việc miễn dịch cộng đồng là phải bảo vệ người dân khỏi nguy cơ bị nhiễm virus, chứ không phải đặt người dân vào tình thế để bị nhiễm virus. Cụ thể, ông Tedros nói miễn dịch cộng đồng là một khái niệm được dùng trong tiêm chủng, khi một bộ phận người dân có thể được bảo vệ trước một chủng virus nào đó nếu đạt được ngưỡng tiêm phòng. Ông đưa ra ví dụ, miễn dịch cộng đồng đối với bệnh sởi yêu cầu khoảng 95% dân số được tiêm phòng. 5% còn lại sẽ được bảo vệ vì bệnh sởi sẽ không lây lan giữa những người đã được tiêm vaccine. Nói một cách khác, sẽ có miễn dịch cộng đồng bằng cách bảo vệ người dân khỏi nguy cơ bị lây nhiễm virus, chứ không phải đặt người dân vào tình thế dễ bị nhiễm virus. Trước đó cùng ngày, nhà khoa học hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Basomya Swaminathan cho biết, hơn 180 quốc gia đã cam kết tham gia vào nỗ lực của WHO nhằm tài trợ để các loại vaccine phòng COVID-19 được phân phối một cách công bằng tới các nước giàu và nghèo. 170 quốc gia được Liên minh vaccine Gavi công bố hôm 9 tháng 10, trong đó bao gồm Trung Quốc. Gavi hiện đang phối hợp với WHO và cơ sở tài chính cho cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine COVID-19. Các cử tri ở bang Georgia xếp hàng từ sáng sớm và chờ đợi suốt 8 giờ để trực tiếp bỏ phiếu trước ngày bầu cử 2 tuần. Được biết, nơi đây trở thành chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 với hai ghế thượng viện và tỷ lệ ủng hộ hai ứng viên tổng thống sát sao, bắt đầu cho phép cử tri đi bỏ phiếu trực tiếp từ ngày 12 tháng 10. Bang này bắt đầu cho người dân bỏ phiếu bầu qua thư từ nhiều tuần trước, nhưng đây là ngày đầu tiên cử tri được phép tới các điểm bỏ phiếu để đưa ra lựa chọn của mình. Trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, buộc các ủy ban bầu cử phải duy trì các nguyên tắc giãn cách nghiêm ngặt. Các cử tri dường như nhận thức được tầm quan trọng của cuộc đua năm nay nên đã xếp hàng dài suốt nhiều giờ, thậm chí trước cả khi các điểm bỏ phiếu mở cửa. Một số người có mặt từ 4 giờ sáng và đợi tới 8 tiếng để tới lượt bầu cử. Đại dịch COVID-19 khiến một số nhân viên bầu cử, nhiều người trong đó đã cao tuổi, từ chối tham gia do lo ngại về sức khỏe, dẫn tới việc nhiều điểm bỏ phiếu phải đóng cửa. Nhiều cử tri ban đầu định bỏ phiếu qua thư, nhưng với sự chậm trễ của dịch vụ bưu điện, họ quyết định sẽ trực tiếp đi bầu để đảm bảo bỏ phiếu thành công. Ngày đầu tiên của 3 tuần bỏ phiếu sớm cho thấy lượng cử tri lớn cộng với lỗi thiết bị có thể gây ra những vấn đề vào ngày bầu cử chính thức hôm 3 tháng 11. Hơn 5 triệu cử tri ở Georgia, con số cao kỷ lục, dự kiến đi bỏ phiếu bầu tổng thống. Hôm 12 tháng 10, người dân một ngôi làng ở quận Bintas, phía bắc bang Sabah, Malaysia đã nghĩ ra phương pháp dùng cây tre để kết nối Internet. Được biết, ở độ cao này, điện thoại sẽ bắt được tín hiệu di động. Qua đó, điện thoại kiêm chức năng làm điểm phát sóng Wi-Fi cho hộ gia đình để truy cập Internet. Do khu vực phía bắc bang Sabah của Malaysia có chất lượng tín hiệu điện thoại di động cực kỳ kém, nên người dân trong làng đã tận dụng những cây tre mọc rải rác, có cây cao khoảng 20 mét, để treo những vỏ chai nước khoáng bên trong chứa điện thoại di động. Ở độ cao lý tưởng này, điện thoại sẽ thực hiện được chức năng làm điểm phát sóng Wi-Fi cho hộ gia đình. Quận trưởng Bintas cho biết, chất lượng tín hiệu di động kém đến mức tại làng Tambelin, chỉ cách thị trấn Bintas khoảng 5 phút lái xe, dân làng gặp khó khăn trong việc gọi hoặc nhận cuộc gọi. Và ở một số khu vực như làng Kasagan, hoàn toàn không có tín hiệu điện thoại. Vào tháng 6, 2019, quận Bintas cũng được chú ý với đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh viên đại học Malaysia, Sabah, phải trèo lên cây gần nhà ở làng Sabah Nalan để bắt tín hiệu điện thoại nhằm kết nối được Internet để làm bài kiểm tra online trong thời gian hạn chế đi lại để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mới đây, nhân viên Bộ Bảo tồn New Zealand Chris Wooten cho biết, ông đang rất lo ngại về việc có nhiều người đang quấy rầy và có thể làm tổn thương những con chim cánh cụt xanh ở thành phố Napier. Họ cố tình bế chim cánh cụt lên và chụp ảnh tự sướng với chúng để đăng lên mạng xã hội. Hiệu luật mới đưa ra những người chụp hình tự sướng với chim cánh cụt có thể bị phạt 1,5 tỷ đồng Việt Nam. Theo luật bảo vệ động vật hoang dã của New Zealand, thì đây là hành vi bất hợp pháp vì chim cánh cụt xanh là loài động vật hoang dã được bảo vệ tuyệt đối. Bởi hiện nay, số lượng chim cánh cụt tại Nam Cực đang giảm đi đáng kể. Thêm vào đó, ông nói nếu như con người làm phiền quá nhiều đến chim cánh cụt trong mùa sinh sản, thì sẽ hủy hoại cơ hội sinh sản cũng như chăm sóc con non của chúng trong tổ.
Ông Whitten cũng cảnh báo về những rủi ro khi chụp ảnh tự sướng với chim cánh cụt, như có khả năng bị chúng ngoạm chặt đến mức bị mất một phần ngón tay hay con mắt vì những con chim cánh cụt trưởng thành có mỏ khá khỏe. Theo luật mới được đưa ra hôm 12 tháng 10, những người chụp ảnh tự sướng trái phép với chim cánh cụt xanh ở thành phố Napier, New Zealand, có thể bị phạt đến 100.000 New Zealand đô la, tức hơn 1,5 tỷ đồng một người. Tiếp theo là những thông tin cập nhật trong nước. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho phép 14 khách sạn công suất 1.000 phòng tổ chức cách ly có thu phí nhằm đáp ứng nhu cầu khi Việt Nam mở các đường bay quốc tế. Các khách sạn có chất lượng từ 2 đến 5 sao để đảm bảo phân khúc bình dân, trung cấp, cao cấp cho khách lựa chọn. Giá mỗi phòng từ 1,2 triệu đến 5 triệu đồng một phòng tùy dịch vụ. Các khách sạn này chủ yếu ở khu vực trung tâm thành phố. Trước đó, thành phố cho phép 10 khách sạn làm nơi cách ly các phi hành đoàn, chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao với hơn 1.000 phòng. Quyết định này nâng tổng số khách sạn làm nơi cách ly ở thành phố Hồ Chí Minh lên 24 với công suất khoảng 2.000 phòng. Nguyên tắc cách ly là những người có cùng ngày tiếp nhận, cùng quốc gia, cùng gia đình, thông báo ra cách ly, đăng ký thanh toán trực tuyến. Các cơ sở lưu trú này cũng phải đảm bảo bố trí nhân viên làm đủ 14 ngày liên tục, chứ không làm theo ca bình thường. Hiện Việt Nam có hai hình thức cách ly với khách nhập cảnh. Tại cơ sở quân đội, tiền ăn và chi phí sinh hoạt 120.000 đồng mỗi ngày. Tại khách sạn, resort thì với mức phí cho các cơ sở quy định. Khách vào Việt Nam trên các chuyến bay thương mại sẽ được tổ chức cách ly y tế tại cơ sở có thu phí. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10, nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt nhiều tỉnh thành do ảnh hưởng bão số 7. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất là cấp 1. Cụ thể, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi cảnh báo, từ hôm nay 14 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10, do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh, nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông, với tổng lượng mưa phổ biến là 150-350mm trên một đợt, có nơi trên 400mm trên một đợt. Từ hôm nay đến ngày 16 tháng 10, trên lưu vực sông Đà, sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Cầu và sông Hoàng Long, hệ thống sông Mã, sông Cả sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên các sông Bắc Bộ từ 2 đến 4m, sông Mã, sông Cả từ 3 đến 10m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ sông Thao, sông Chảy ở mức báo động 2, sông Hoàng Long ở mức báo động 1, trung thượng lưu sông Mã, sông Cả lên mức báo động 1, báo động 2, có sông lên trên báo động 2. Riêng thượng nguồn sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và sông Bưởi lên mức báo động 2, báo động 3. Hạ lưu sông Mã, sông Cả lên mức báo động 1. Lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã bắt giữ nghi phạm cố ý tước đoạt mạng sống người khác và cướp tài sản sau hơn 2 ngày lẩn trốn. Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng là Lường Văn Tiến, sinh năm 1987, trú tại xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, kẻ nghi vấn gây ra vụ án nghiêm trọng này. Theo thông tin ban đầu, ngày 9 tháng 10, chính quyền địa phương và người dân phát hiện thi thể một thanh niên nằm ở ven quốc lộ 32. Tại thời điểm phát hiện, thi thể trong tư thế nằm ngửa, nạn nhân vẫn mặc quần áo, đầu đội mũ bảo hiểm, vùng bụng và cổ có nhiều vết thương. Cơ quan chức năng đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân được xác định là anh Giàng A Lô, sinh năm 2000, trú tại Yên Bái. Đến ngày 11 tháng 10, lực lượng chức năng bắt nghi phạm gây ra vụ án đang lẩn trốn tại Thái Nguyên. Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận đối tượng này có hẹn Lô để bán chất bột lạ. Tại đây, Lô không mang đủ tiền nên Tiến và Lô xảy ra mâu thuẫn. Tiến dùng hung khí gây sát thương vào vùng bụng và ngực khiến Lô tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tiến lấy tài sản của nạn nhân gồm một điện thoại di động, 130.000 đồng và chiếc xe máy. Trên đường bỏ trốn, Tiến cầm chiếc điện thoại được 700.000 đồng. Đến tỉnh Phú Thọ, Tiến vứt bỏ con dao gây án ở ven đường rồi tiếp tục đến Hà Nội vứt chiếc ví của nạn nhân ở đó. Đến Thái Nguyên, Tiến cầm xe máy của nạn nhân lấy 7 triệu đồng. Đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn này. Vụ án vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra. Mới đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, đơn vị này đã phẫu thuật thành công, lấy lại dáng đứng cho bệnh nhân bị bệnh cột sống dính khớp. Được biết, đây là căn bệnh gù rất nặng khiến thân hình anh T, 36 tuổi, ở Hà Nội, gãy gập như một con tôm. 22 năm anh chỉ nhìn được bàn chân. Tình trạng bệnh gù của anh T nặng và tiến triển nhanh trong 4 năm trở lại đây, khiến anh T chỉ có một tầm nhìn 1 mét trở lại bàn chân, không ngửa mặt lên được. Do biến dạng của cột sống, thành ngực của anh chạm sát đùi, khớp háng hai bên dính hoàn toàn, cột sống cổ hạn chế vận động nhiều, khớp vai trái cũng bị hạn chế biên độ vận động nhẹ do bắt đầu bị dính. Có thể nói đây là ca gù thực hiện nắn chỉnh cột sống nặng nhất từ trước đến nay của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bệnh nhân nhập viện với thể trạng gầy, chỉ nặng có 42kg. Đây là ca phẫu thuật phức tạp và nhiều khó khăn, bởi không có bàn mổ nào phù hợp và cũng không có tài liệu để tham khảo. Bên cạnh đó, gây mê và phương án cấp cứu ngừng tim phổi vì gây mê bệnh nhân cũng được các bác sĩ bàn bạc chuẩn bị kỹ càng, chi tiết. Hiện anh T đang được phục hồi chức năng, dự kiến khoảng 2 tuần nữa thì có thể xuất viện về nhà.
Các bác sĩ cho biết sau phẫu thuật, anh ta sẽ cải thiện được hệ hô hấp, đi lại dễ dàng và có thể tự phục vụ bản thân cũng như lao động sản xuất nhẹ nhàng được. Kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin 6 giờ sáng của Việt Nam Top News xin được phép khép lại. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất được cập nhật và tổng hợp từ các nguồn thông tin uy tín hàng đầu, thì đừng quên subscribe ngay kênh YouTube của chương trình nhé. Kim xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin 12 giờ 30 phút trưa nay.